tại sao cái xe Vision đời mới này nó không có mượt bằng những cái xe Vision đời 2019 và 2020, thì Mạnh cũng xin thưa với các bạn luôn, nếu mà là ai đã từng chạy trên con Vision 2019 rồi và ngồi lên con xe này chạy thì cái cảm nhận á nó khác biệt hoàn toàn luôn. Cái con 2019 nó mượt hơn rất là nhiều. Xin chào toàn thể tất cả mọi người nha. Lại là em Mạnh nhà mình đây. Thì video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe Vision mới nhất tháng 4 này cho tất cả mọi người nha. Thì trước mặt mọi người á, đây là con Vision phiên bản cao cấp 2023. Thì đây là một trong những cái màu mà bán chạy nhất của dòng xe Vision luôn nha. Thì đây là một cái màu đỏ đô, còn có nhiều gọi, có nhiều người gọi nó là đỏ mận và đỏ huyết nha mọi người. Thì ở trên con Vision phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có cho mình là khóa thông minh nè, có sạc điện thoại nè, mặt đồng hồ LCD quan sát cũng rất là dễ dàng, và thêm một cái tính năng cực kỳ là hữu ích trên con Vision này luôn nha, nhưng mà nhiều bạn chưa biết, đó là hệ thống thắng CBS. Khi các bạn bóp thắng sau ở phía bên tay trái thì thắng trước của mình nó sẽ hoạt động luôn nha các bạn. Thì động cơ xe này á, là được trang bị động cơ SB110 2 van nha các bạn. Đó, có nhiều bạn hỏi Mạnh là tại sao cái xe Vision đời mới này nó không có mượt bằng những cái xe Vision đời 2019 và 2020. Thì Mạnh cũng xin thưa với các bạn luôn, nếu mà là ai đã từng chạy trên con Vision 2019 rồi và ngồi lên con xe này chạy thì cái cảm nhận á nó khác biệt hoàn toàn luôn. Cái con 2019 nó mượt hơn rất là nhiều so với lại cái con này các bạn. Các bạn chỉ cần dặn ga lên thôi là nó phóng, dặn ga lên thôi là phóng. Còn cái xe này á, kiểu như nó sẽ hơi ì ì một xíu nha các bạn. Và xe này nếu mà đi hai người á, thực sự mà nói luôn, cái động cơ nó ngoài sức tưởng tượng luôn nha các bạn, nó rất là yếu luôn. Nhưng mà đổi lại á, được một cái á, là nó tiết kiệm xăng hơn so với lại những cái đời 2019 và 2020 các bạn. Đó, và không thể nào đòi hỏi được nhà Honda phải sản xuất 2019 và 2020 nữa, tại vì những cái xe mẫu cũ á là nhà máy đã bỏ mẫu hết rồi nên mới sản xuất ra những cái mẫu mới này. Thì có nhiều bạn hỏi Mạnh á là mẫu cũ còn hay không, còn tồn hay không. Thực sự mà nói luôn, không còn tồn nha anh chị. Anh chị muốn kiếm mẫu cũ á thì chỉ có đi mua xe cũ mới có thôi, còn xe mới thì không bao giờ có nữa. Đó, thì quay lại vấn đề chính ngày hôm nay, thì con này á thì hiện tại đang có mức giá là 34.900 nha anh chị. Giá xe đã bao gồm thuế VAT cho anh chị hết rồi. Anh chị nào chưa đủ điều kiện để mua tiền mặt á thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị luôn. Chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 2 triệu trở lên thôi là anh chị có thể mua được rồi. Và thủ tục rất là đơn giản nha, chỉ cần một cái căn cước công dân có chip hoặc là cái chứng minh thôi là anh chị mua được rồi nha. Bên em duyệt hồ sơ tầm khoảng từ 15 đến 20 phút mình sẽ lấy xe luôn nha. Và ở con phiên bản cao cấp này nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đỏ, thì bên em có đủ màu và đủ phiên bản hết luôn nha anh chị. Và những anh chị em nào từ ở xa đi qua có liên hệ trước số điện thoại trên màn hình cho em á, em sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe từ 300 cho đến 1 triệu. Đó, thêm với đó nữa là được tặng combo 8 món quà trị giá 1,5 triệu ha. Thì con này á, các bạn sẽ phù hợp đi làm vòng vòng ở đây, là lâu lâu đi xa cũng được ha. Và cốp xe của nó cũng khá là rộng, các bạn đựng đồ cũng rất là thoải mái ha. Nó gần khoảng 20 lít và thùng xăng của nó là khoảng 5 lít nha các bạn. Đó, nó khoảng chính xác hình như nó khoảng là 4 lít 2 hay sao các bạn. Đó, về phần yên á thì nó cũng rất là ok ha. Ngồi lên nó cũng rất là êm, đó, cũng không có phải là nhỏ lắm, ngồi lên cũng rất là thoải mái nha. Và cái phần sàn xe nè, các bạn thấy không? Tuy rằng các bạn dòm có thể thấy nó nhỏ nhưng mà mình ngồi lên nó cũng không có phải là hẹp lắm ha các bạn ha. Đó. Rồi, thì video của Mạnh đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của em Mạnh nhà mình. Thì bạn nào thích Vision hay là thích mẫu xe khác á thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giùm cho Mạnh ha. 0396 356 356 ha. Bên mình có chuyên viên chăm sóc khách hàng gọi điện thoại hỗ trợ tư vấn tận tình và miễn phí cho mọi người hết luôn nha. Những anh em nào mà muốn xem video hài hước có thể bấm lên TikTok của em hondabinhduong.com đó, để xem những cái video bên em mà giao xe cho khách hàng đâu á, rất là thích thú luôn nha. Rồi, em Mạnh xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của em nha, và hẹn mọi người gặp lại ở các video tiếp theo nha. Bye bye.